con quay trở lại với học ngữ văn lớp 6 của olm.vn Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu một tác phẩm của Ilia Erenbua, văn bản Lòng yêu nước Ở bài học hôm trước, chúng ta đã chia được bố cục của tác phẩm Vậy thì phần tìm hiểu chi tiết chúng ta sẽ dựa vào bố cục này để phân tích và dựa vào phần mục tiêu thì chúng ta xác định được ba mục lớn trong tìm hiểu chi tiết này chính là hai phần của bố cục và đặc sắc nghệ thuật chúng ta vào với phần đầu tiên lòng yêu nước bắt nguồn từ những gì thân thuộc nhất đoạn trích trong sách giáo khoa mở đầu với câu văn lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất yêu cái cây trồng ở trước nhà yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mù cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh Dựa vào câu văn này, con hãy xác định cho cô, nhà văn đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Trong một câu văn, nhà văn đã sử dụng biện pháp điệp ngữ và liệt kê để cho thấy, để cho thấy lòng yêu nước ban đầu của con người như một con suối nhỏ, chưa hề sâu rộng, mênh mông. Nó gắn với môi trường sống, với thiên nhiên như con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời. Đó là những phản xạ tự nhiên mà con người thường có với một cái cây trước nhà, một cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, với vị thơm chua mát của trái lê mùa thu, đó là những vật tầm thường nhất. Trong câu văn với một loạt những liệt kê đã hình thành một nhạc điệu sao xuyến bưng khuâng của tình yêu xứ sở. Tuy một cái gì đó mơ hồ, chưa định hình rõ nét, nhưng nó đã là lòng yêu nước sơ khai, là điểm ban đầu và âm thầm chảy trong mỗi con người. Để rồi, Tình cảm ấy có sự đột biến khi đất nước xảy ra những biến cố, nhất là những nguy cơ, những thử thách mất còn. Và thử thách ấy là khi đất nước có chiến tranh. Trong ca dao Việt Nam, người con trai thời trước cũng chỉ rách dứt khi phải xa quê, như anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà, dầm tương. Còn ở trong văn bản này, vấn đề nghiêm trọng hơn. Cuộc chiến đấu nổ ra vận mệnh của nước Nga ngàn cân treo sợi tóc. Chính trong bối cảnh khắc nghiệt ấy mà người Nga đã nhìn quê hương mình với con mắt rất khác. Để chuyển ý giữa hai phần của bài viết, nhà văn có một câu: Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô Viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương. Một câu văn tưởng như là một ý chuyển thông thường, nhưng thực chất nó đã là một sự phân cấp chiến tranh khiến cho mỗi công dân xô viết nhận ra về thanh tú của chốn quê hương chiến tranh là một cái mốc những con người sống trên lãnh thổ nước nga đã trở nên là những công dân xô viết nghĩa là mang cho mình một trọng trách thiêng liêng phải đặt câu văn vào bối cảnh lịch sử cụ thể của nước nga đã trở nên là những công dân xô viết phải đặt câu văn vào bối cảnh lịch sử của nước nga lúc bấy giờ là sau một năm phát xít đức tấn công quân đội nga phải thực hiện cuộc lui binh từ chiến thuật rồi bỏ phía tây chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài mới thấy hết những hàm ý sâu xa của nó một trong hai khả năng nước nga sẽ không còn nữa trong tình hình ấy tình cảm hồn nhiên với quê hương được nhanh chóng thay thế bằng những trằn trọc trầm tư cái đang có có thể sẽ thành không những cảnh vật nên thơ ban đầu lúc này mới trở nên có hồn cái đẹp tự nhiên mới bừng sáng lên trong khoảnh khắc và cái bình thường đã trở nên khác thường trong những rung động thiết tha tất cả trở thành máu thịt của con người cái cây trước nhà sẽ không còn cái phố nhỏ sẽ tan hoang vị thơm của trái lê hay mùi cỏ thảo nguyên sẽ sặc sụa mùi chiến tranh trong bom đạn của quân thù Chính là trong bối cảnh ấy, người ta mới hiểu thấu đến thế nào vẻ thanh tú của chốn quê hương. Và những câu văn tiếp theo, nhà văn cho thấy vẻ đẹp thanh tú ấy. Người vùng Bắc nghĩ đến cánh rừng bên dòng sông Vina hay miền Sukono, thân cây mập là là trên mặt nước, nghĩ đến những đêm tháng 6 sáng hồng và có tiếng cô nàng gọi đùa người yêu. Người xứ Ukraine nhớ bóng thủy dương tư lự bên đường, cái bằng lăng của trưa hè vàng ánh vào lúc ấy, đời sống thấy đầy đủ và phong phú thay. Vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa. Chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng trọng thể. Và người xứ Grudia, ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và nỗi vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc vị mát của nước đóng thành băng, rượu vang cay sẽ tu trong bọc đựng rượu bằng da dê, những lời thân ái giản dị và những tiếng cười và những tiếng cuối cùng của câu chào tạm biệt vọng lại. Con người ở thành Leningrad bị sương mù quê hương ám ảnh, nhớ dòng sông Neva rộng và đường bệ như nước Nga đường bệ, nhớ những tượng bằng đồng tạc những con chiến mã lồng lên và lá hoa rực rỡ của công viên mùa hè, nhớ phố phường mà mỗi căn nhà là một trang lịch sử. Đó là Leningrad, là Saint Petersburg, là thủ đô cũ. Thế còn thủ đô Moscow. Người Moscow nhớ như thấy lại những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man như một hoài niệm, để rồi đổ ra những đại lộ của thành phố mới. Xa nữa là điện Kremlin, những tháp cổ ngày xưa, dấu hiệu vinh quang của đất nước Nga và những ánh sao đỏ ngày mai nhớ đến quê hương người dân xô viết ở mỗi vùng đều nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình em thấy tất cả những cảnh đó có điểm gì chung erinburg đã nhắc đến vẻ đẹp của nước nga bằng những chi tiết tiêu biểu và ấn tượng quê hương của nước nga hay rộng hơn là cả liên bang xô viết mỗi nơi một vẻ nhưng nơi nào cũng yên ả thanh bình đó là xứ sở của thơ và nhạc còn gì thơ mộng bằng những đêm tháng 6 sáng hồng của vùng cực Bắc Hoặc cảm giác về thời gian ngừng trôi giữa trưa hè vàng óng của Ukraine Muốn kiếm tìm chất hội họa điển hình phải đến Rudia Cùng với những niềm vui bất chợt khi thì rời những tảng đá sáng rực Lúc thì dòng suối óng ánh bạc đột nhiên hiện ra trước mắt Được mời chào bằng rượu vang đựng trong những túi bằng da dê như tập quán của dân du mục Đường bệ và cổ kính là những bức tượng bằng đồng với những con chiến mã tung hoành bờm của Leningrad. Còn Moscow có điện Kremlin như một trái tim. Phát hiện vẻ đẹp muôn màu này, người viết không hề có ý định phô trương. Chẳng thế mà thay cho cái hào nhoáng, cái ngạo nghễ của nền văn minh công nghiệp là thiên nhiên với tầng tầng lớp lớp những vỉa, những tầng văn hóa lâu đời. Tính chất tùy bút bộc lộ những cảm xúc riêng tư với tư cách là một công dân Xô Viết vừa mở ra trên độ rộng, vừa lắng lại ở độ sâu. Ở đó có cái chung, cũng có cái riêng, nhưng dù là chung hay riêng, có mảnh đất nào, vùng miền nào không phải là một phần cơ thể của nước Nga, của chính người viết, nên có câu văn nào chẳng thao thức nao lòng. Erenbua đã đọc được tình yêu nước trong mỗi người dân Nga. Tất cả đã trở thành máu thịt, trở thành gắn bó vô cùng. Chính vì vậy, đoạn văn nói về vẻ đẹp thanh tú của quê hương này thấm đẫm tình yêu, chất nhạc và thơ của những trái tim yêu nước. Nghe như nỗi lòng của mỗi một công dân Nga Xô Viết đang thổn thức, đang hòa nhịp với trái tim nhà văn. Điểm nhấn của bài viết là đoạn cuối sau khi nói về những vẻ đẹp thanh tú của chốn quê hương để đó là những vẻ đẹp yên ả thanh bình cần phải bảo vệ tác giả đến quy luật tự nhiên của lòng yêu nước dòng suối đổ vào sông sông đổ vào trải trường giang vôn ga con sông vôn đi ra bể lòng yêu nhà yêu làng xóm yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc từ quy luật tự nhiên lòng yêu nước của con người cũng trở thành một quy luật ở đây không đơn thuần là sự tích tụ tự nhiên, suối đổ vào sông, sông đổ vào dài trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể, mà còn là sự biến đổi về chất. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc. Lượng đổi, chất đổi, giống như bão, không phải tự nhiên mà có, nó là từ gió sinh ra tục ngữ việt nam có câu gieo gió phải gặt bão kẻ thù động vào nước nga sẽ hiểu lòng yêu nước của người nga bởi một mặt tình yêu của con người mạnh yếu như thế nào thì không có cách nào khác hơn là phải đem vào thử thách mà thử thách ghê gớm nhất là lửa đạn chiến tranh và sức mạnh của lòng yêu nước đấy khi đặt vào thử thách vào lửa đạn gay go đã được hiện ra Người ta giờ đây đã hiểu lòng yêu của mình lớn đến giường nào, yêu người thân, yêu tổ quốc, yêu nước Nga, yêu liên bang Xô Viết. Khi kẻ thù giơ tay khả ố động đến tổ quốc chúng ta, ai là kẻ chẳng cảm thấy mùa thu qua điều giản dị này, mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa. Lẽ phải ấy đã được vang lên trong tiếng súng phản công, đã kéo lên ngọn cờ chiến thắng hay tại xào huyệt của quân thù vận mệnh của đất nước gắn chặt với vận mệnh của con người trong bối cảnh thử thách. Đất nước đã trở thành máu thịt gắn bó với mỗi con người. Chính vì vậy, lòng yêu nước được thử thách trong lửa đạn chiến tranh. Như sau này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm của nước Việt Nam chúng ta cũng viết trong hoàn cảnh chiến tranh, thì mỗi người cũng hóa thân cho dáng hình xứ sở. Chúng ta vừa phân tích xong nội dung của bài viết. Vậy, đặc sắc nghệ thuật có gì các con hãy nhận xét cho cô về cách lập luận của tác giả trong bài viết. Chúng ta thấy rằng bài văn có đặc sắc nghệ thuật thứ nhất, đó là cách lập luận rất chặt chẽ theo một trình tự logic của tư duy. Lòng yêu nước luôn tiềm tàng ở mỗi con người, khi chiến tranh xâm lược xảy ra, lòng yêu nước ấy được đánh thức và sức mạnh ghê gớm của nó sẽ được chứng minh. Luận điểm đầu tiên, lòng yêu nước luôn tiềm tàng trong bản thân mỗi con người và phát triển hơn đằng sau nó đó, đó là lòng yêu nước thử thách trong lửa đạn chiến tranh những điều tưởng như không còn phải bàn cãi gì nhiều nhưng quân thù sẽ không sao hiểu được không chỉ được chứng minh trong cuộc phản công thắng lợi của hồng quân liên xô mà cả trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân việt nam chống lại hai kẻ thù mạnh nhất thế giới là thực dân pháp và đế quốc mỹ sau đó không lâu cùng với cách lập luận ấy là lối diễn đạt thật trữ tình, sâu lắng, đầy cảm xúc, thể hiện được vẻ đẹp phong phú của tâm hồn Nga. Cách viết của Edinburgh giống như người khai thác nguyên liệu tâm hồn ở những tầng sâu và phát hiện ra ở đó một thứ tiềm lực tinh tế để chính người Nga biến nó thành vũ khí để chiến thắng mọi thứ bom đạn của quân thù cho dù chúng có ghê gớm đến đâu. Lòng yêu nước đã đánh thức những tình cảm đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi con người nước nga xô viết để những tình cảm ấy kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại xuất phát từ những tình cảm gắn bó tha thiết với quê hương đất nước văn bản đã thực sự gây dậy trong lòng mỗi con người tình cảm đối với quê hương đất nước mình không những thế ta còn cảm nhận thấy sự gắn bó máu thịt của tác giả với tổ quốc thấy tư duy rất logic hợp lý trong cảm nhận về lòng yêu nước của ông tất cả hòa quyện tạo nên chất chữ tình chính luận rất lôi cuốn hấp dẫn bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn vào những bài học lần sau